Chiều ngày 30 tháng 12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo đó, liên quan việc thẩm định, phê duyệt giá gói thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ Y tế đối với các gói thầu, gồm hệ thống nội soi phế quản, model CV170 của hãng Olympus tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Thái Nguyên, máy X-quang di động kỹ thuật số, model FRD Nano DRXD1000 của hãng Fujifilm tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế có dấu hiệu vi phạm hình sự. Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế ban hành một số văn bản thông báo giá sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán xét nghiệm virus SARS-CoV-2, nội dung không rõ ràng về thông tin tham khảo, thông tin giá công bố tại phụ lục văn bản, có thể hiểu là giá doanh nghiệp công bố hoặc giá Bộ Y tế công bố. Trong khi trang thiết bị y tế không phải mặt hàng do nhà nước quản lý giá, việc công bố giá bán trang thiết bị y tế không thuộc nhiệm vụ quyền hạn quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Bộ Y tế quản lý không chặt chẽ việc tiếp nhận vaccine từ công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam và việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC, dẫn đến VNVC giữ lại 73.504 liều vaccine để tiêm chủng không có trong kế hoạch tiêm chủng được phê duyệt của Bộ Y tế, không có sự kiểm soát của Bộ Y tế về đối tượng, quy trình và mục đích tiêm phi thương mại theo quy định của Chính phủ. Thanh tra Chính phủ cho hay, Bộ Y tế chỉ đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có văn bản đồng ý để VNVC được giữ lại 73.504 liều vaccine và tiếp nhận, phân bổ hơn 1 triệu liều vaccine cho các tỉnh, thành phố có nhu cầu để triển khai tiêm chủng là chưa phù hợp với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Việc chỉ đạo hướng dẫn mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế có trường hợp còn chậm, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn tại các bệnh viện khi thực hiện, như Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương. Từ những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo, yêu cầu Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm đối với các nội dung kết luận và kiến nghị xử lý, đồng thời chuyển thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến Bộ Công an.